bỏ này. Nhá. Mày chết trước mặt con bây giờ ấy cả. Cô làm tất cả là vì tiền à? Phải. Ngủ tôi một đêm. Bà đừng nói láo. Nói. Nói đi. Vì tôi cần tiền. Em sao thế? Em lo lắm. Mẹ anh có thích em đâu ạ? Em yên tâm đi, có anh ở đây rồi, không sao cả. Mình cứ vào đi. Mẹ. Con chào bác ạ. Ai cho phép cái đứa nghèo hèn dơ bẩn như cô bước chân vào nhà tôi? Kìa mẹ, là con cố tình dẫn cô ấy về đây. Con muốn hôm nay chính thức ra mắt cô ấy với mẹ ạ. Ai cho phép mà con dẫn về? Hả? Ai cho phép? Con xin mẹ đấy, mẹ hãy ủng hộ tình yêu của chúng con đi. Không bao giờ. Trừ khi mẹ chết thì đứa mồ côi dơ bẩn này mới được bước chân vào nhà này, nghe chưa? Mẹ đừng nói như thế có được không? Con yêu cô ấy. Cô ấy là người yêu của con trai mẹ mà. Bây giờ con vẫn nhớ. Con là con trai của mẹ đấy ạ. Thế con còn nhớ con là người thừa kế của tập đoàn Gia Phát hay không? Người thừa kế của tập đoàn Gia Phát không thể nào lấy một đứa vừa mồ côi, vừa không có danh phận, vừa không có tiền bạc như nó. Mẹ, tình yêu là thứ gì hả con? Con định bôi do chất chấu vào cái danh tiếng nhà này đấy ạ. Bác gái, con xin bác ạ. Kìa mẹ, cô là cái thứ gì mà dám động một người tôi hả? Tất cả cũng là tại cái thứ đàn bà không ra gì như cô. Cô định đeo bám con tôi đến bao giờ? Cút ra khỏi nhà tôi. Cút. Mẹ. Trang. Hay. Con ngay lập tức thu xếp hành lý sang anh du học 4 năm cho mẹ. Mẹ. 4 năm du học. Con cố gắng mà lấy kiến thức về để kết quả cái tập đoàn này. Mẹ già rồi, không còn sức làm việc nữa. Còn nữa, con quên cái thứ khổ rách áo ôm đi. Con không đi. Thích. Con không muốn mẹ chết trước mặt con bây giờ ấy cả. Kìa mẹ. Mẹ. Mẹ dừng lại đi. Mẹ bỏ con dao xuống. Con xin mẹ đấy. Con chọn đi. Một là con đi anh. Hai là mẹ chết. Con chọn đây. Rồi ạ. Mẹ cứ bỏ con dao xuống. Con đi. Con đi là được chứ gì. Rồi. Anh lại làm em đau rồi. Không sao ạ. Việc này mình cũng lường trước rồi mà. Ừ. Mà anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì ạ? Ngày mai anh đi sang Anh rồi. 4 năm. Anh biết đây chính là thử thách mà mẹ muốn dành cho anh. Nhưng anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy tình yêu của anh dành cho em sẽ không gì có thể lay chuyển được. 4 năm thôi, em chờ anh nhá. Em chờ. Bao lâu em cũng chờ anh. Con Trang nó đã lấy chồng rồi, là một lão già 70 tuổi, nhưng mà là một đại gia. Con thấy chưa? Con nghèo hèn đấy, nó chỉ thích tiền thôi. Con bị nó lừa rồi. Con quên ngay nó đi cho mẹ. Trang.
Anh không tin. Em đang ở đâu rồi? Anh phải đi tìm em. Con khốn nạn, mày dám tập kể với chồng bà. Mày giỏi lắm, mày gái đĩ giả mồm. Mày đừng tưởng nhá, mày đừng nghĩ là mày trẻ mà mày cướp được chồng bà nhá. Mày nhá. Mày nhìn bà mày đây này, mày tránh xa chồng bà ra mày biết chưa? Mày tí tuổi đầu mà mày đã mất dạy rồi. Mày tính gặp chồng à? Bộ tôi sao? Mày còn giả mồm đúng không? Hả? Mày thì bỏ này. Mày cần tiền đúng không? Mày cầm lấy tiền. Còn mày xáo khỏi chồng tao ngay, mày biết chưa? Mày mà để tao còn nhìn thấy mày nữa thì mày đừng có trách tao. Dừng lại. Bà làm cái gì thế? Giữa ban ngày ban mặt mà dám đánh người à? Đánh người á? Nó xứng đáng bị đánh. Cái loại mà tranh vợ cướp chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà khác ấy, thì phải thả vạt dầu chứ không phải bị đánh, biết chưa? Phá hoại hạnh phúc gia đình á? Đúng thế. Nó cặp với chồng tôi, mà cậu nhìn đi, xem nó có đáng tuổi con của chồng tôi không? Thế mà nó lại đi cặp với chồng tôi. Thử hỏi nó yêu gì chồng tôi chứ? Hay nó yêu tiền của ông ấy hả? Bà đừng nói láo. Tôi nói cho cậu biết, tôi đây chưa bao giờ đánh người mà không có bằng chứng nhá. Cậu nhìn đi, đây là chồng tôi. Còn cái thứ mất dạy kia cậu nhìn đi xem có phải nó không? Hả? Cái mặt dày, cậu nhìn đi. Bà thôi đi, bà cầm lấy. Có tôi ở đây, đố bà làm gì được cô ấy đấy? Tôi tưởng thế nào? Tôi tưởng chỉ có một mình lão chồng tôi ngu ngốc. Hóa ra cái mặt cậu á, cái mặt cậu cũng ngu ngốc chả kém gì ông ấy cả. Mày hãy nhìn rõ mặt tao đây. Mày tránh xa chồng tao ra, đừng bao giờ bén mảng vào ông ấy, mày biết chưa? Tao mà còn thấy mày bén mảng gần ông ấy thì lần sau không có chị đánh đâu, mày biết chưa? Cái đồ lăng loàn. Bà, Trang, em không có gì để nói với anh sao? Nói gì? Giữa chúng ta còn gì để nói à? Tại sao em lại như thế? Em đã hứa hẹn cái gì? Tại sao em lại làm như thế? Người ta bảo em đã lấy chồng là một lão già đại gia giàu có, nhưng thực chất là em cặp bồ với lão ta. Nói đi. Tôi không có gì để nói với anh cả. Rồi, tại sao em lại làm như thế? Tại sao em cặp bồ với lão ta? Vì tôi cần tiền. Nghe nói anh đã có vợ. Một người vợ rất muốn đăng hộ đối với anh. Chúc mừng nhé. Hai chúng ta như hai đường thẳng song song, không một tia hy vọng. Alo, cô Thương à? Tôi Thịnh đây. Tôi đã bảo cô để ý và giúp đỡ Trang cơ mà. Tôi muốn biết 2 năm qua Trang đã xảy ra những chuyện gì. Một năm sau khi anh sang Anh, cô Trang đã cặp bồ với ông Âu, một đại gia bất động sản. Nghe nói ông ấy bao nuôi cô ta để cô ta làm nhân tình của ông ấy. Thank you.
là vì tiền ạ. Tôi hỏi cô làm tất cả là vì tiền ạ? Phải, vì tiền. Tôi không ngờ đã có lúc tôi mù mắt mà yêu phải cô. Mẹ tôi nói đúng, thứ dơ bẩn như cô ấy chỉ có bám vào quần đàn ông mà sống thôi. Anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì để tôi đi, tôi bận lắm. Bận gì? Bận tiếp khách cả. Ngần này đã đủ chưa? Ngủ với tôi một đêm thôi, như thế đã đủ chưa? Tôi nghĩ tôi trả cô như vậy là quá hời rồi. Cái loại đàn bà như cô ấy đã qua tay bao nhiêu thằng rồi, đến lão già cũng không buông cơ mà. Vậy thì chỉ khoảng 50.000 thôi nhở. Thứ dơ bẩn như cô ấy, cho tôi cũng không thèm. Tôi ghê tởm cô. Cái tiền này ấy tôi cho cô đấy, cúi xuống mà nhận. Bây giờ ấy, cô đối với tôi không bằng cái đống rác bẩn ở ngoài kia. Trang ơi, Trang, em có sao không? Trang ơi, em có làm sao không? Trang, Trang, em làm sao vậy? Anh nghe em nói. Ừ, em nói đi. Nếu mẹ em không qua được thì anh phải thay em chăm sóc cho con của chúng ta. Con nào? Ngay khi anh đi, em đã biết là mình có thai. Do em stress quá nên là đứa bé bị bệnh tim, giờ nó đang nằm trong viện. Em cần rất nhiều tiền để cứu con. Trời ơi, sao em lại không nói với anh? Sao mà em dám nói ạ? Mẹ anh bảo là anh đã lấy vợ, hai người rất muốn đăng hộ đối. Sao em và con có thể chen chân vào để phá vỡ hai người được ạ? Vợ nào? Anh không hề lấy vợ, anh chỉ yêu em thôi. Anh vẫn giữ lời hứa của chúng mình mà. Thế mà bà ấy lại nói như thế. Alo cô Trang à, cô có sao không? Ui tài hại thế cơ chứ. Tự nhiên bà vợ tôi nhận được một đống ảnh ghép cô với tôi, thế là bà ấy lồng lên. Mà hình như là bà Mai bên Gia Phát gửi ấy. Trời ơi, Chúa là người tốt. Chính Chúa đã giúp đỡ mẹ con em. Chúa ấy vì thương em nên đã cho em làm trợ lý. Chính nhờ công việc ấy mà em mới có tiền để trang trải lo cho con suốt thời gian qua. Trang, anh xin lỗi. Là anh hiểu nhầm em rồi. Anh xin lỗi. Trang, Trang ơi, Trang. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Là anh sai. Anh xin lỗi. Trang, anh về rồi.
anh đã về rồi. Từ nay ba người chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhá. Sẽ không ai tách anh ra khỏi em được. Anh yêu em. Anh sai rồi.